Trường hợp 1, hiện tại mình là sinh viên, đi ở trọ chưa có điều kiện để lắp wifi, nhưng mình biết được một bác wifi ở cạnh chỗ mình ở. Máy tính mình bắt được thì chập chờn, lúc được lúc không, điện thoại thì càng bó tay. Liệu có phương pháp nào để mình có thể bắt sóng wifi ổn định và mạnh hơn mà không phải tốn nhiều tiền không? Trường hợp 2, nhà mình cao 3 tầng, hiện tại thì mình đang đặt modem wifi chính ở tầng 1. Nếu lên tầng 2 thì sóng xanh hơi yếu và chập chờn, còn tầng 3 thì bỏ tay. Có cách nào giúp mình có thể giải quyết vấn đề này hay không? Mình muốn lắp thêm modem phụ trên tầng 2 và 3 nhưng không muốn đi dây sợ xấu nhà thì phải làm sao? Thì với hai trường hợp này, hôm nay mình xin đưa ra cho các bạn một cái giải pháp mà mình nghĩ cái giải pháp này nó sẽ rất là hiệu quả và các bạn có thể áp dụng cho chính gia đình của bạn hoặc là những bạn nào mà đang sử dụng kéo wifi. Thì mình nghĩ cái phương pháp này nó rất là hiệu quả, đó là phương pháp repeater wifi. Repeater wifi là gì? Repeater wifi nghĩa là thiết bị cho phép bạn mở rộng vùng phủ sóng wifi ra tầm cao và xa hơn. Với mỗi thiết bị repeater thì bạn sẽ cho phép kết nối wifi lên một cái vùng sóng rộng hơn và tùy thuộc vào cái khả năng của cái thiết bị mà bạn làm repeater. Từ một cái modem wifi chính á, bạn có thể thiết lập cho nhiều repeater thu sóng wifi và phát wifi. Nói cho dễ hiểu hơn có nghĩa là từ một cái modem wifi chính chúng ta muốn chia thêm một hay là nhiều modem wifi phụ mà không cần phải DJ làm nhạc, nhưng chúng ta vẫn có thể bắt được wifi ở một cái khoảng cách xa hơn, tín hiệu vẫn ổn định và mạnh tương đương với modem chính. Và làm như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi trong video nhé. Hiện nay thì trên thị trường có khá nhiều thiết bị cho phép chúng ta làm repeater. Giá sẽ dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Và để tiết kiệm được chi phí thì các bạn có thể tận dụng lại những modem cũ hoặc là những modem wifi ở nhà các bạn dư, các bạn có thể tận dụng lại để làm repeater. Miễn sao những modem đó hỗ trợ việc kết nối thu và phát sóng wifi là các bạn có thể sử dụng làm repeater được. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng modem Totolink N151RT để làm thiết bị repeater và làm như thế nào, các bạn hãy cùng xem nhé. Đầu tiên thì các bạn cần phải kết nối vào thiết bị cho mình. Mình sẽ kết nối vào modem Totolink. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng một trình duyệt web bất kỳ. Các bạn sẽ đăng nhập vào địa chỉ là 192.168.1.1. Các bạn sẽ nhập username và password vào. Các bạn sẽ chọn vào Event Setup. Đầu tiên các bạn cần phải đổi địa chỉ IP. Các bạn sẽ vào Network, chọn LAN Setting. Ở đây địa chỉ IP nó sẽ là 192.168.1.1, sẽ trùng với địa chỉ của con chính là cái wifi modem chính á, thì các bạn sẽ đổi cho mình. Ở đây ví dụ mình sẽ đổi thành .50.1. Các bạn sẽ tránh địa chỉ là .0.10 cho mình nhé. Tiếp theo các bạn sẽ bấm Apply. Khi bấm Apply thì các bạn sẽ chờ 65 giây để cho thiết bị nó khởi động lại. Các bạn đợi khi thiết bị nó khởi động lại xong, các bạn lại bấm kết nối lại cho mình. Thì lập tức cái địa chỉ 192.168.1.1 ban đầu nó sẽ đổi thành là 192.168.50.1. Các bạn lại bấm đăng nhập. Các bạn lại chọn vào Event Setup. Các bạn sẽ vào mục Operation Mode, chọn dòng đầu tiên Wireless ISP Green Router. Các bạn sẽ bấm Apply Next. Bạn chọn vào System Phase. Ở đây thì nó sẽ sổ ra cho mình một danh sách những cái tên wifi nó sẽ mà mình có thể làm con chính pháp. Thì các bạn biết mật khẩu của cái nào thì bạn chọn vào cái đó. Ở đây thì ví dụ mình chọn cái nhà mạng Mimi T3 tại vì mình biết mật khẩu của nó, chọn vào. Rồi các bạn sẽ nhập mật khẩu của
Wi-Fi nhà nghỉ Mimi T3 vào đây. Ở đây thì mình sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi của nhà nghỉ Mimi T3 vào. Và các bạn sẽ bấm Next. Ở đây thì các bạn có thể đặt tên cho thiết bị mà các bạn làm repeater. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt là thân sáng tạo TV. Các bạn chọn WB2A để đặt mật khẩu. Đây mình dùng chọn 500 đi. Download upload. Rồi mình sẽ đặt mật khẩu cho Wi-Fi của mình. Bạn sẽ bấm Finish. Các bạn cũng sẽ chờ cho thiết bị nó sẽ khởi động lại 65 giây. Sau khi mô đun khởi động lại xong thì các bạn sẽ kiểm tra danh sách Wi-Fi. Ở đây thì mình kiểm tra thì đã có tên thiết bị mà hồi nãy mình đã đặt rồi nè. Giờ mình sẽ kết nối thử. Mình sẽ load lại địa chỉ này. Trạng thái của thiết bị mình làm repeater. Rồi ở đây đã có tên này. Channel này. Channel này nó sẽ lấy từ config nha. Config là mình lấy là nhà nghỉ Mimi T3 và cường độ tín hiệu là 47%. Khoảng cách giữa con chính là con phát này với cái thiết bị mà mình làm repeater mình ước chừng khoảng 25-30 mét, thì với cái cường độ 47% mình nghĩ là khá là ổn. Thì nếu thiết bị của mình mà bắt trực tiếp với cái modem của nhà nghỉ Mimi T3 thì nó chỉ tầm khoảng 30% là tối đa rồi, nhưng ở đây thì cái cường độ tín hiệu đã lên được 47%. Và bây giờ mình sẽ đăng nhập vào một cái địa chỉ web xem đã có thể kết nối mạng được hay chưa. Như các bạn đã thấy thì mình đã kết nối vào mạng thành công. Thật là dễ phải không các bạn? Và mình nghĩ với cái phương pháp mà hôm nay mình đưa ra có thể giải quyết được những cái yêu cầu về khoảng cách vùng phủ sóng cho những hộ gia đình hay là bạn nào mà đang xài cái Wi-Fi thì có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Và tất cả những cái ý kiến đóng góp hay là mọi thắc mắc thì vui lòng các bạn hãy để lại comment phía dưới video, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.